Hà Đông lại giới thiệu đến các bác một đôi loa lời của Mỹ xịn luôn. 201 CD4 màu đen. Và phía trên tôi đặt tạo một đôi 201 CD2. Tôi có rất nhiều CD2 màu gỗ phía trên các bác nhá. Đằng kia là đôi 2.2 cũng đều bằng giá 4,5 triệu. Cửa hàng tôi thì là một cửa hàng bán rất nhiều loa lời trong một năm. Loa này có cấu tạo một bát và một tép, bát 16 và một tép. Nó đều có 3 giải tiếng, bát, mid, chép đầy đủ. Nhưng mà nó là loa nhỏ nên nó sẽ thiên về lời và tép. Nó rất thích hợp cho các bác hát karaoke, nghe nhạc, xem phim hoặc cà phê sân vườn, trường học, bệnh viện. Có nghĩa là những lĩnh vực về âm thanh là dùng được hết. Còn các bác tại sao gọi là loa lời? Nếu các bác trường hợp có một đôi loa karaoke rồi hoặc một đôi loa nghe nhạc, muốn hát karaoke ghép thêm một đôi này vào để nó bổ trợ lời thì hát rất là hay và nhẹ nhàng. Đó, cấu tạo đây. Gân là gân vải lụa, rất mềm mại, màng giấy. Loa tép bên cạnh. Tôi sẽ quay mặt sau, các bác cùng xem. Đây là địa chỉ là USA, còn sản xuất là tại Mexico. 201 CD4. Công suất thì là trung bình là 60W, 10 đến 120 thì trung bình là 60. Loa còn rất mới và đẹp luôn. Và đây là mặt sau của đôi 201 CD2. Góc cạnh còn đẹp. Nói chung là các loa thì giá cũng như là chất lượng âm thanh thì xem nhau. Nó làm kiểu cách đi thì để nó đa dạng mẫu mã. Đấy là CD2 các bác nha. Những loại này thì tôi cũng quá nhiều video rồi. Tôi sẽ mở to mời các bác cùng nghe. Khách hàng ở xa thì đặt cọc 1 triệu và tài khoản là tôi gửi hàng đi, hoặc là thẻ điện thoại nếu mà tiện theo chuyến xe khách. Còn cước vận chuyển thì người mua phải chịu. Đó là tiền xăng xe đi lại thôi. Im đi. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày dài ôi lê thê, mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ. Chiều nào biến Vũng Tàu, sông tần cung đến Cà Mau. Là loa lời bát 16 một tép. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật gần cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa, và sông Đông nay hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kỳ đồng ruộng lúa chín vàng. Giờ này đã xa xôi, và ngàn đời nhớ vì chất loa lời luôn, lời và tép cực nhiều. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.